chào tất cả các bác nhá. Quay trở lại clip trong buổi sáng ngày bên em Kết Âu đang thực hiện video test chất âm của cặp loa La Top LV15 sử dụng một bát 40 một tép kèn các bác nhá, hàng nhập khẩu chính hãng của công ty BFA Audio. Đặc biệt là bên em cái đồ đang phối ghép đẩy CVL AC4850. Đưa vầng trăng em ở phương xa, đưa nhớ mong anh đây ngóng chờ, chờ em tới với những nỗi nhớ cho trọn vầng trăng. Người ở đâu chăng anh lẽ loi, nỡ quên màu yêu thương vầng trăng heo úa với tiếng thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm ông cô đơn, anh chẳng đơn ai chia đôi vầng. Buồn dài mãi dẫu cô đơn đau vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tà lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Loa cao cấp được sử dụng và vào những phòng cao kê chuyên nghiệp và phòng ba. Mà đến những cặp loa La Top thì bên em đang có những phân khúc loa bass 40, 30, 25 có nhá. Dòng này thì được nhập khẩu chính hãng bởi công ty BFA Audio La Top LV15, một bass 40 một kèn. Đặc biệt với những cặp loa này thì các bác có thể sử dụng phòng từ 35 đến 45 vuông, cực kỳ dày dặn, đậm đà và tiếng bát, và đặc biệt tiếng tép của nó ra cực kỳ hay. Dòng tép sử dụng tép của BNC nói nhé. Dòng này thì sử dụng từ nó từ 19 họng 76 nói nhé, cực khổ. Đặc biệt thì bên em cứ đồ đang phối ghép cục đẩy JBL. Với cục đẩy này thì các bác có thể đánh thêm một đôi nữa coi nhá, nên bên em cứ đang phối ghép và đánh sử dụng đánh cho kênh CD. Đấy. Với cục đẩy 4 kênh này thì rất là tiện cho các bác sử dụng phòng gia đình. Đấy. Đánh được nhiều loa. Đấy. Đặc biệt thì bên em sử dụng một vang số
bộ đốt Aquatic mà sử dụng một bộ mic của BTE. Với công đẩy này thì các bác sử dụng đánh đạt công suất của nó thì đạt được 800W một kênh các bác nhá, 800W một kênh. Đẩy nguồn đồng khủng và đặc biệt thì máy file 2U thiết kế rất là đẹp. Sò là thì chạy 64 sò các bác nhá, cực kỳ dày dặn luôn. Đấy, thì các bác nào quan tâm đến những combo này thì alo cho bên em Quyết Audio qua số máy 0339062184 các bác nhá. Với combo của anh này thì tính sơ qua dao động giá của nó là trên 40 triệu một chút các bác nhá. Cực kỳ chất luôn.